Ôi trời, trời trời, lên tới được mới cúp điện trời. Sướng nè. Không ngày khán giả ghiền có nhiều đây đó. Đó. Thì tới đâu hát tới đâu giờ là Kim Tiểu Long với Kim Tiểu Ly là phải dính liền với nhau. Tách rời ra người ta không có chịu. Khổ ghê không? Cứ hỏi Kim Tiểu Long còn Kim Tiểu Ly đâu, khán giả chờ. Tới đang hung Kim Tiểu Ly, trời ơi. Sao không hung tôi vậy trời? Sao người ta không hung ba? Chào mọi người nha, lại là Nam Đen đây. Thì bây giờ Nam Đen và Hoàng Đen đó, nổ máy rồi đó cô chú anh chị. Thì sẽ để cho nó mát chút xíu đi, bắt đầu đi vô đón bà ngoại với bé Ly nha. Đó thì sau chỉ có mấy ngày thôi, bé Ly về quê thôi mà tất cả bà con cô bác thì nhắn tin và hỏi thăm rất là nhiều. Đó thì hôm nay anh Long lưu diễn ở Đồng Tháp, Long An. Đó xong rồi về Vũng Liêm chơi một ngày để tối nay sẽ đi xuống quảng trường Tây Đô để hát ở dưới. Đó và để rước bé Ly luôn. Đó sao trời. Những lời giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị thì mong tất cả mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của Nam Đen nha cô chú anh chị. Và mời tất cả mọi người lên xe đi đón bé Ly nha. Hello mọi người nha. Thì bây giờ Nam Đen với Hoàng Đen chuyên bán xe tải Isuzu đó cô chú anh chị, nếu mà yêu thương và yêu mến Hoàng Đen á thì nhớ mua xe ủng hộ nha. Đó thì bây giờ Nam và Hoàng đi vào nhà bé Ly nha, để rước bé Ly với bà ngoại. Đó bây giờ mình đi với Nam đi ra hết cái đường nhỏ này mới vào lên đường lớn. Lên đường lớn xong mình chạy một đoạn nữa bắt đầu rẽ trái vào nha. Thì Nam sẽ quay lại từ nhà anh Long tới nhà bà ngoại luôn nha cô chú anh chị. Mà quên, không có tới nhà được. Xe này là lớn cho nên không có vô chung tới nhà bà ngoại được. Mình đi tới cái chỗ cái trạm y tế thôi. Đường ở quê yên bình không cô chú anh chị? Sau những ngày mà bà con cô bác mình á bình luận trên kênh của Nam và kênh của Vinh và trên trang Facebook của anh Long thì hỏi thăm bé Ly rất là nhiều, thì hôm nay anh Long về đây để lưu diễn ở dưới này xong rồi qua sẵn về Vĩnh Long để đón hai bà cháu luôn nha. Cũng rất là thương bà con cô bác, nhắn tin lúc nào lên clip cũng thấy không có bé Ly, thấy buồn quá, nhớ bé Ly quá thôi các kiểu. Nói chung là thật là hạnh phúc nghe cô chú anh chị. Thì hôm nay anh Long sẽ thực hiện để đi đón bé Ly để cho cô chú anh chị xem sau những ngày mong chờ. Tại vì từ ngày 29 Tết mà đi với anh Long một thời gian khá là dài thì cũng nhớ nhà. Ai cũng vậy hết, tất cả cô chú anh chị cũng ai cũng muốn về quê ăn Tết với gia đình đúng không? Thì riêng bé Ly và bà ngoại cũng vậy. Đó, đi cũng đâu hơn nửa tháng. Đó thì bà ngoại với bé Ly cũng về quê để ăn Tết cùng với gia đình đó vài ngày. Xong rồi bắt đầu mình đi lên đi tiếp tục. Thì tối nay rước bé Ly xong thì tối nay xuống Cần Thơ luôn vậy, hát tại quảng trường Tây Đô Cần Thơ. Là anh tối nay anh Long hát cùng với ca sĩ cái gì đó? Cái gì Trang ta cũng không nhớ nữa,
nghe cô chú chị. Đó thì đoạn đẳng đi hết cái đoạn này nữa là tới đường quẹo vô nhà ngoại rồi. Thì Nam sẽ mời tất cả cô chú anh chị theo chân Nam đi vô rước bé Ly nha. Rồi bây giờ Nam tạm gác lại video nha cô chú anh chị, tại khúc này nó hơi dằn á. Rồi chút xíu gần tới Nam sẽ quay theo, tiếp tục cho cô chú anh chị xem nha. Đó, giờ đang tới ngã tư quẹo vô đón bà ngoại nè cô chú anh chị. Đó, đường vô nhà bà ngoại thì hơi nhỏ nha, cũng hơi khó đi vậy. Anh nữa anh bấm điện thoại hoài luôn. Đường hơi nhỏ nên mọi người san sẻ nhau bớt cho mọi người. Bà hẹn với bà ngoại là ở chỗ trạm y tế á cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ mình chạy lại trạm y tế để mình đón. Vô trong thì không được. Sau bao ngày chờ đợi thì những khán giả yêu mến Kim Tiểu Ly sẽ được đây. Gặp nha mọi người. Được gặp bé Ly và bà ngoại nha. Đó. Rồi bà ngoại và bé Ly đang đợi nè. Đó, bà ngoại và bé Ly nè cô chú anh chị. Sẵn này để đậu đi mở cửa cho ngoại lên. Rồi bây giờ Nam đi xuống nha để đón ngoại với Ly lên. Hello cậu. Hello bé Ly, hello bà ngoại. Đó bé Ly hồi nãy là đang ngủ luôn á cô chú anh chị. Ăn Tết lớn không cậu? Ngoài cửa luôn hả? Dạ đi qua Cần Thơ, tối nay hát ở Cần Thơ. Rồi, bé Ly sẽ lên xe nha. Chú Hoàng sẽ chở mọi người đi nha. Đó. Nam lên đây, lên đây hỏi thăm bà ngoại nha. Bữa giờ hello ngoại, hello bé Ly. Bữa giờ ăn Tết lớn không? Tết này ăn rồi, không rồi đi rồi, ngoại đâu có ăn nữa. Hôm nay bé Ly sổ ngủ hoài không hết, đi bác dạ. Sĩ tùm lum hết trơn. Cầm muốn đắp. Trên nhà con chạy xuống hả? Trong nhà anh Long á. Nhà này hả? Dạ. Giờ ở trong hết rồi hả? À, về hồi 5 giờ sáng, tới đây 5 giờ sáng. Dạ. Hát ở Long An chạy về tới 5 giờ kém. Rồi giờ đi qua bển giờ chi? Đi bển ăn uống rồi xong mới đi. Dạ. Dạ. Ừ. Ăn uống rồi trang điểm cho Ly rồi đi ngoài ơi. Bữa giờ về có đi đâu chơi không Ly? Vẫn còn ho nhẹ nha cô chú anh chị. Bây giờ đang chạy về nhà anh Long nha cô chú anh chị. Đúng rồi, ban ngày mà. Ban ngày. Gió quá. Gió quá cho nên đóng cửa. Sao quá nè. Sáng nay hả? Ừ. Về ngủ, lại ăn tí xíu rồi ngủ tiếp. Tại vì hôm về á, phiêu quá, tới 5 giờ sáng mới tới đây, bắt đầu tới 9 giờ dậy dậy ăn uống xong, bắt đầu chơi chút xíu, bắt đầu ngủ tiếp nữa rồi. Ừ. Rồi tối nay hát xong về Sài Gòn. Đúng rồi, đi về đã luôn hả? Dạ, rồi chiều mai đi Tây Ninh. Chở bé Ly với bà ngoại đi đi núi Bà Đen. Núi làm sao mà đi nổi? Đi cáp mà. Dạ.
đi cáp treo, lên đó đi cáp treo lên tới đỉnh luôn. Cho ngoại với ly lại Phật Di Lạc. Rồi sẵn anh Long thỉnh ông Phật Di Lạc khác. Công nhỏ, ông đó nhỏ quá. Rồi cho để bên xe Vinh, anh Long thỉnh ông lớn. Vinh có gì không? Dạ không. Với con với thằng Hoàng với anh Long với bé Linh. Rồi tạm thời Nam gác lại video nha, để về nhà xong rồi có gì nữa Nam cập nhật thêm cho cô chú anh chị xem. Bữa giờ khán giả nhắn tin hỏi thăm bà ngoại với bé Ly quá trời luôn. Hôm đi hát ở Long An giáp với biên giới á. Trời ơi, bà con ở đó đợi quá trời đợi, cuối cùng không có bé Ly, ai cũng tiếc. Rồi cái khán giả đó mới nói kêu thôi để nói với bình đoàn Lô Tô kêu anh Long về hát một đợt nữa. Kim Long gì đó hát một đợt để cho khán giả bên đó để gặp bà ngoại với bé Ly. Long có hứa đi không? Dạ có các ngoại. Đường đang làm nè cô chú chị. Đường này nữa làm xong là đi ra thành phố Vĩnh Long rất là nhanh nha. Đó. Như ra Vĩnh Long là như một hai cây cầu gì đúng không ngoại? Ừ. Hai phà hả? Hai phà. Một có một cây phà. À một phà. Ừ. Phà đó bắt lại rồi đi qua phà đi xe xe. Hello mọi người nha. Thì bây giờ bé Ly đã về tới nhà nha cô chú chị. Tới nhà của anh Long ở dưới quê nha. Làm gì đây? Úi chà. Trời, lên tới được mấy cúp liền trời. Sướng ha. Hôm ngày khán giả ghiền có nhiều đây đó. Đó. Thì tới đâu hát tới đâu giờ là Kim Tiểu Long với Kim Tiểu Ly là phải dính liền với nhau. Tách rời ra người ta không có chịu. Khổ ghê không? Cứ hỏi Kim Tiểu Long còn Kim Tiểu Ly đâu, khán giả chờ. Ơi đang hung Kim Tiểu Ly, trời ơi. Sao không hung tôi vậy trời? Sao người ta không hung ba? Hả? Lý do gì? Dĩa hết cái lọc của anh Long rồi. À, hả? Tại vì hung ba, tại vì ba lớn, người ta hung ba người ta mắc cỡ, đúng không? Đúng không? Tại con là bé Bi. Ba nghĩ là nếu mà thật ra mà con nằm xuống thì ba dễ nằm làm hơn. Hoàng Phạm nè, đó, trời ơi. Trời ơi, giống như cướp bế luôn rồi ơi. Giống như công chúa. Công chúa mà. À, công chúa đó. Công chúa. Nắm hai cái bím tóc, phải dằn ra ngoài. Cái niềm vui lớn nhất của anh Long là được trang điểm cho bé Ly. Đó, sơn tinh thủy tinh đang đợi công chúa hôm ngày đó, con thấy không? Cái này gọi là sơn đen thủy đen thì có. Đúng không? Hôm ngày sơn đen thủy đen thiếu công chúa. Sơn đen thủy đen nói là sơn đen thủy đen buồn. Sơn đen không có công chúa bên cạnh. Công chúa không đen nữa. Tại công chúa về quê đó. Về quê phơi nắng bữa giờ. Công chúa bị người ta dí quá đó. Cho nên là hết máu, khô máu cho nên công chúa đen. Hết máu rồi, bây giờ công chúa phải đi kiếm máu nữa thôi. Đi hát để kiếm máu. Về mới lì xì cho mọi người. Hôm nay là cả nhà lát nữa gặp hai cha con ở quảng trường Tây Đô, Cần Thơ. Tối nay là một đêm thuyết pháp và phóng sanh cầu an cho chúng sanh của thượng tọa và tất chư thầy là sư phụ Thích Chân Quang.
cái chương trình đại lễ rất 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 là lớn. Bây giờ là ba sẽ xem cái nhà mẫu để mà họ làm cái dạng mà cũng rẻ, giá cả phải chăng. Nguyên cái khu đất ở đằng sau này chơi luôn, mượn ngân hàng chơi luôn, xây hôm thay luôn. Đó, như vậy đó, mỗi căn nhà là có trồng rau, trồng cỏ, ai muốn vô mướn ăn là coi như là có rau, có cỏ ăn luôn. Coi như là hưởng thụ bao nhiêu ngày là tự cắt rau, cắt này, cắt kia, tự ăn tại chỗ. Ăn xong rồi tính tiền tại chỗ, mấy con ha. Ok. Này chắc phải kiếm như cái một cái nhà đồng hành nữa. Nhà đồng hành là bây giờ Kim Tiểu Ly ha. Đó thì thời gian sắp tới anh Long sẽ làm một cái homestay mini nha cô chú anh chị. Đó, để chút xíu Nam đem ra ngoài đó quay cái khu vực đó để nữa làm cái homestay mini. Cái khu vườn này chỉ là ao ước, sẽ là ước ao thôi. Mà muốn muốn thì phải chơi lớn, thì phải đầu tư. Thì có gan làm giàu thôi chứ giờ sao giờ. Chứ giờ ta nhát nhát và biết nào giàu được. Con coi bói cho ba luôn, cuộc đời ba có khổ không? Thôi đi, có đại đi. Cuộc đời ba về già có khổ không? Có khổ không? Làm khó quá. Dự tính là làm bao nhiêu cái homestay không? Thì nguyên cái khu đất của anh ít nhất cũng là nắm nhắm mắt thì cũng 20 cái. Tại vì mình phải chừa cái không gian để trồng một cái nhà, phải dây leo, bầu leo, bí leo này kia nọ thì ít nhất là nửa công. Một cái hôm nay là phải nửa công. Lì cái diện tích nó mới đẹp. Mà nguyên từ đây tới đó ít nhất là cũng 20 cái. 20 cái là ngon rồi đó. Cho nó làm lên trên cao cái nhìn xuống cái khung cảnh mà cây bưởi ha. Cây mình vẫn để tự nhiên đó, hết. Đúng rồi. Rồi mình trồng hoa, trồng đồ, trồng này, trồng kia thì một sự mơ ước thức là nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi nhưng mà ngăn cũng thấy hơi bị nhiều á. Sao? Thì giờ phải đầu tư. Mà muốn đầu tư thì thời buổi này thì phải đi đến ngân hàng thôi. Dạ. Làm ăn gì cũng vậy, ai cũng vậy thôi đó. Đúng không? Luôn luôn lúc nào ngân hàng cũng đồng hành và tài trợ. Mô Phật. Thôi cũng ấy là xin tiện bé Ly. Cũng lắm bé Ly cho ba thôi. Nên xin lễ. Hả? Thấy bà coi bà được trang điểm cái nằm cười te tét kìa. Thì nhấc mắt lên cho bà. Bà đánh mắt thăm quần cho. Mấy bữa nay về dưới đây bộ bị hành bị hạ lắm đi sao mà mắt thăm dữ vậy, có ngủ được không? Ngủ rồi hả? Lên xe là ngủ trên từng cây số. Ngủ chừng nào tới chỗ thì thôi. Nói chung tính cái hành trình mà từ bữa 29 mà cho tới đi Cam về cũng bé Ly đồng hành chắc cũng phải mấy ngàn cây số á. Đâu có ai mà sung sướng mà mấy ngàn cây à. Bữa hôm mà có bé Ly đi canh đi đi ở trên Tây Ninh, trời ơi bữa đó là thôi ha. Biển người luôn. Biển người, khán giả mà bu lại ta nói chụp hình là hai cha con là mệt xỉu luôn á. Duyên chưa? Về ai bấm tóc nữa đây? Mới bấm tóc đúng không? Không có hả? Sao nó quấn quấn gì? Thì phải quấn gì lên cho tóc nó nhiều một chút. Quấn tóc... gì? Tóc hả? Vậy em bấm nó kiểu như cho nó tóc nó dày ra. Cứ khẩu lên cho bà thấy coi. Quấn quấn cho nó nhiệt, bự nhiều cho lên, nếu mà không quấn thì cũng xí vậy. Đúng rồi. Không ra. Không quấn thì chắc thành bà nội linh. Khi mà góp bé Ly ra tới rồi á
là điều ưu tiên nhất, đó là máy cúp cho bé Ly trước luôn đó cô chú anh chị. Rồi thấy uy tín chưa, tàn bạ như đó. Thế này là mặt của tôi nữa. Tại vì con gái thì phải được ưu tiên, người ta là con gái mà người ta phải đẹp thì chồng mới đến rước chứ, thấy không? Anh nào ở lại đi, đừng có hòng. Ừ, hình như nãy giờ anh Long có sức cái collagen chứ ta. Đâu rồi? Ừ, đây đây collagen nè cô chú anh chị. Cuộc đời á, tôi hai cha con tôi không thể thiếu được cái hũ này. Khi mà trước khi make up thì phải hũ sức cái hũ collagen Hàn Quốc vô để cho nó làm cái da của mình mềm, khít lỗ chân lông. Mà khi mình đánh phấn đánh kem lên á, cái lỗ chân lông của mình với da mặt của mình nó càng ngày nó càng khít lại giờ nó săn chắc lên luôn nha. Nó không có bị chảy cái da nhọt của mình nha, nhất là cái lỗ chân lông với trắng da, sáng da. Rồi ban ngày thì mình phải phun một kem chống nắng này, không phải của tôi xài đỡ thôi, kem chống nắng kia trừ cái chai màu vàng kìa. Thì nói tóm lại nó giống nhau hết á, nhưng mà tại hết rồi tôi phải lấy chai này tôi xài. Sau khi mà gương mặt của bé Ly mà sử dụng collagen đó, gương mặt da mặt khác lên hẳn luôn nha. Đúng rồi, nàng công chúa bé bỏng phải sức cái hũ collagen lên, tại vì mà mình sợ cái da mặt của mình make up nhiều á sau này nó bị hư, cho nên là các bạn phải dưỡng cái một lớp collagen lên trước. Tại vì cái collagen đó mình sức xong á là nó còn hỗ trợ cho mình là săn chắc cái da mặt, những cái cơ mặt của mình chỗ này nè, nó sẽ kéo gịch lên và nó thẳng lên như vậy nè, lỗ chân lông cũng khít rồi, trắng da sáng da nữa. Cái collagen của Hàn Quốc mà công ty của Long bán á là coi như là tuyệt vời nha. Long xài 4 năm rồi đó, Long không có bỏ được đâu đó. Ngày nào đây nè, đi hát là đem cái hũ theo nè. Đó, mới khui á, cái hộp này là mới khui nè. Đó, mà xài ta nói cũng sám hồn luôn chứ không phải giỡn đâu à. Hai cha con xài chung với nhau cho nên mau hết. Cái hũ này các bạn xài được 2 tháng. Đó thì điển hình là Hoàng và Nam cũng đang sử dụng luôn á cô chú anh chị. Đó, Nam cũng thích quá trời luôn đó. Đó thì cô chú anh chị nào mà nếu mà sử dụng sản phẩm này á thì liên hệ về dòng nhỏ Kim Tiểu Long đó, hoặc là kênh của Trần Nam đó, để mua cái sản phẩm mình sử dụng nha. Ở bên Mỹ hôm ngày Long về đây chứ khán giả bên Mỹ, bà con cô bác bên Mỹ cũng nhắn tin mua cái kem này ủng hộ dữ lắm. Tại vì có người mua lần mấy bộ không à. Cho nên là hiện tại Long đang về Việt Nam rồi, lát không có phục vụ ở bên Mỹ, cho nên là bà con thông cảm, để Long về Mỹ thì Long lúc đó phục vụ sao. Mà trong cuộc sống mà nếu make up á, thấy không, cái mặt bé Ly nè, xức cái miếng collagen lên một cái là coi như đánh lớp phấn lên là coi như là nó tươi mà nó đẹp rạng ngời mà không chói lóa, chính là Ly đó. Đó, đẹp, rất là đẹp nha cô chú chị. Khi mà sử dụng lên á, nhìn cái da nó gắt hẳn đi, nó mịn mà nó hít vô, mà nước chảy mồ hôi đổ ra thì nó càng hít cái mặt của mình vô nè. Mồ hôi mà đổ thì phấn sẽ hít vô, mà cái lỗ chân lông nó sẽ khít lại cực kỳ tốt luôn. Thẳng đây em nói cho anh một điều luôn, cái bộ mỹ phẩm đó giờ em về nó lấy luôn nè. Rồi xong đó. Nó kêu bây giờ xài đã quá. Yeah. Vậy thì em phải tốn tiền thôi. Đó, tại lần đầu là mình sử dụng kiểu như là miễn phí đó, để cho mình sử dụng mình ghiền rồi bắt buộc mình phải mua nha cô chú. Vậy thì cái gì cũng phải vậy chứ, cái gì cũng phải có ghiền chứ. Hút thuốc cũng ghiền, uống cà phê cũng ghiền, uống sữa cũng ghiền, bây giờ đánh mặt cho bé Ly cũng ghiền, thấy chưa? Bây giờ không có ngày nào không đánh mặt cho bé Ly ngồi buồn, giống như là kiếm con lên để mà ngồi mà giặt bắt chí cho con, từ con vậy nè. Bữa nào ba kiếm chí ba nuôi trên đầu của con, lần sáng ba ngồi vậy ba bắt chí cho nha. Giờ thích bắt chí vậy đó. Con sợ con chí không? Con thích có chí không? Không. Thích gì kỳ vậy? Thôi nằm nó đi, ba vẽ chân mày cho. Rồi nằm xuất. Ba thanh vẽ chân mày cho. Và sau những ngày mà bà con cô bác khán giả mà trông chờ Kim Tiểu Ly á cô chú anh chị, thì bữa nay thì bé Ly đã có mặt rồi nha cô chú anh chị. Đó thì mong tất cả bà con cô bác mình hãy yêu thương và đồng hành cùng
hai ba con Kim Tiểu Long và Kim Tiểu Ly nha. Và nhớ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên kéo một cái là đẹp liền, thấy không? Bên Gồng Nhỏ đang kinh doanh đó cô chú chị, giống như là gông biển, bánh thuyền, rồi trà mắt ngủ, rồi chả chai, rồi mỹ phẩm đó. Thì cô bác nào mà thích những cái những sản phẩm mà bên anh Gồng Nhỏ thì nhớ liên hệ qua kênh YouTube nè của Trương Vinh, của anh Long và kênh của Trần Nam nha. Nói chứ cũng ủng hộ tụi em để có một cái kinh phí để anh Long sẽ góp một cái phần kinh phí để mua gạo phát cho bà con nữa. Nhắm mắt là con chuyện mà kéo đường là qua là xong cái chuyện mài thôi. Đó, lên là khác hẳn liền nha. Tại vì cái gương mặt của mình mà không đánh trước khi đánh, không đánh cái mũ collagen này lên là quý vị ân hận lắm, mà quý vị đánh thử đi rồi quý vị sẽ thấy. Thôi những gì mà Long nói nha, tuyệt vời là tuyệt vời luôn á, mê luôn. Tại vì cái mặt mình nó đẹp, tại sao mình thấy đâu có nhiều đâu. Ở Mỹ thì mình bán cái hộp đó có $100 à. Còn ở đây là bởi vì do nơi làm cái nguồn kinh phí của bà con. Cái thứ hai á, là cái nguồn nước ở bên đây á, cho nên là mình phải sản xuất cái kem nó khác với cái nguồn nước ở Mỹ. Mình hai bên nó khác nhau chứ nó không giống nhau, cho nên là cái chế xuất của hai cái hộp nó giống nhau, nhưng mà ở bên trong là phải hợp khí hậu ở bên đây. Ở bên Mỹ là cái chế xuất ở bên Mỹ là phải hợp khí hậu bên Mỹ, cho nên mình đem về đây từ Hàn Quốc, mình đem về đây vận chuyển nó sẽ rẻ hơn. Cho nên là cái giá này ở bên đây là cái giá của Việt Nam, là cái chế xuất của từ Hàn Quốc, của khí hậu của Việt Nam, thì cái hộp này nó là 1 triệu. Còn ở bên Mỹ là bởi vì cái gì nó cũng bằng đô la hết, vận chuyển tất cả cái gì nó cũng bằng đô la hết, cho nên là và cái khí hậu của nó là ở bên Mỹ là nó nặng hơn nữa, với cái lượng nguồn nước nó nặng hơn nữa, là cho nên là nó là $100. Và cái sản phẩm này đặc biệt ở Việt Nam mà đem qua Mỹ xài nó cũng không có tác dụng gì luôn nghe cô chú chị. Là bởi vì nó không có hợp, xài bên ấy. Nó không có phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Cho nên là đừng có mua bậy bạ xài và hỏi ủa sao tôi xài Mỹ đẹp vậy, Việt Nam xài cũng được, là bởi vì khí hậu nó không có đúng. Mình phải đi theo khí hậu thời tiết. Bữa giờ là công chúa ngủ quên trong rừng, bữa nay là công chúa ra thành phố nha cô chú anh chị ơi. Công chúa ngủ giận, công chúa ngủ trên giường. Trời ơi, chấm chính giữa nó thành cô dâu 8 tuổi nha cô chú anh chị. Bạn kêu để máy lên chút xíu nó máy cúp cho. Mấy bữa nay là ở trên thành phố là ba làm không có con, ba làm mặt cho thằng Tiểu Bảo. Bữa giờ Long đè Bảo con của Dương Vinh đó cô chú anh chị. Ngày nào cũng như vậy. Đó. Tối nay chắc một gương mặt sáng tại quảng trường Tây Đô cùng với các Phật tử, bà con cô bác. Đơn giản và nhẹ nhàng mà rất là đẹp. Thấy không? Đẹp là nhờ cái này. Thật sự mà nói luôn á. Cho nên là em đưa lên cái nền mặt là sáng hẳn ra. Mình liền. Trời ơi. Mấy cô khán giả, ủa Kim Tiểu Ly đâu, Kim Tiểu Ly đâu, ủa ảnh gì vậy, sao kỳ vậy, ảnh đâu mà ảnh. Cái này hả? Ừ đúng rồi. Nghe đâu đó là đặt tới mình về lại chỗ đó có butter luôn đó nha.
Sao rồi? Ờ quên nữa, bữa giờ găng cỏ sao rồi? Để bay xịt nước cô La Trình đó. Long có cái chai nước cô La Trình này nữa, nhưng mà thầy Long chỉ xài thôi. Biết bí quyết của Long. Đó. Tươi xanh chưa chị ba? À, kéo hai cây dừa của chị ba lên chút. Vậy đi cho nó đẹp. Công chúa đã xong, đưa ba coi mấy miếng mấy hường đó. Ở trong màu vừa không? Ok hai anh, đẹp mà. Chưa? Đó. Xong rồi, giờ hai ba con hướng mắt về màn hình để làm tấm hình luôn nè. Đó. Ok. Con, nhìn đây nè Ly. Học kem này ra. Nó học kem lên, đúng rồi. Đó, làm thumbnail luôn nè. Ok. Đó, bà con nhớ nha. Bà con nhớ lấy cái hộp kem này ủng hộ hai cho con Kim Tiểu Long, Kim Tiểu Ly nha. Không xài trong cuộc sống mà không xài không nhà quảng cáo mà ta mua quá trời mà không có. Chưa có hàng nha con chị. Kỳ cục vậy. Buồn dễ sợ. Đó, sau khi mà makeup cho Belly thì cũng đã xong nha cô chú chị. Là cái gì này cô La Trình nó đẹp dễ sợ luôn không? Rồi, đó, bước xuống mở cho công chúa tự đi ra. Chị ba của tôi đó. Giờ đi ăn cơm cái bắt đầu đi vô làm cái bắt đầu đi thành Cần Thơ nha. Đó, đi giờ thấy ghét chưa? À. Rồi rồi đây đây đi. Chúng ta chọn số đây. Trời ơi sao mà mong manh dễ vợ. Thôi ăn cơm nè. Rồi. Đó thì Nam cũng xin phép kết thúc video tại đây nha các anh chị. Đây đây. Quảng cáo. À. Bây giờ là nói tóm lại là đây là Kim Tiểu Ly. Và em có hành trình của em là có mấy đứa con lận, bây giờ có thêm một nhân khẩu mới nữa. Mấy bữa nay hôm nay không đi hát không có Kim Tiểu Ly thì có Kim Tiểu Phóc. Đó, đó. Tiếng hon nghĩa là hon ở bên đây và hon ở bên đây nữa là cả nhà nha. Đó, bên đây là Kim Tiểu Ly, bên đây là Kim Tiểu Phóc. Xin chào mọi người, giơ tay lên con. Sao ta? Chào. Kim Tiểu Long ổng Kim Tiểu Ly, Kim Tiểu Ly ổng Kim Tiểu Phóc à? Duyên. Duyên. Rồi chào, bye bye mọi người đi bé Ly nè. Rồi Nam cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem kênh nha. Nhớ cho Nam một lượt đăng ký, một lượt bình luận. Và cảm ơn tất cả cô bác đang xem và nhớ ủng hộ những sản phẩm của anh Rồng Nhỏ nha cô chú anh chị.